Kính thưa quý vị, chúng ta đang từ từ bước vào đường cao tốc Trung Lương Phố Hồ Chí Minh. Và đây là bảng cấm vào đường cao tốc dành cho những phương tiện hai bánh cũng như những phương tiện lưu thông không đủ tốc độ. Và sau đây xin mời tài xế Tin sẽ giới thiệu sơ nét về quá trình xây dựng cũng như là lưu thông của đường cao tốc này. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta đang hướng vào chuẩn bị rẽ vào đường cao tốc. Nơi đây là một công trình ở phía nam, cũng gọi là công trình đầu tiên về đường cao tốc ở phía nam của chúng ta đây. Thì như quý vị đã thấy, đây là những cái con đường gọi là hiện đại nhất Việt Nam, và nó sử dụng trong việc giải tỏa những cái làn xe lưu thông dày đặc trên quốc lộ 1A hiện nay. Đã có rất nhiều cái tai nạn xảy ra rất đau lòng, mà con đường này sẽ góp phần giải quyết những cái tai nạn đó. Đây là con đường chúng ta đang đi, là con đường cao tốc đã xây dựng trong khoảng thời gian là 5 năm. Thì con đường này rất là đẹp và chạy thì rất là êm, vì đây là chúng ta chạy lần đầu tiên trên những cái đường cao tốc ở phía nam như thế này. Thì con đường này mới khánh thành, nó cũng đã có những vài vụ tai nạn về an toàn như là nổ lốp xe và xe tải lật, và những xe tải chạy quá tốc độ và đã vào những cái đoạn cua ở trên này, đã đâm vào cua vì cái trình độ người tài xế rất là giỏi. Phải khai trương những cái mảng bê tông, những cái rào chắn của đường cao tốc để cho thấy cái sự làm có chắc chắn hay không. Nếu không chắc thì những cái xe sau nó đâm vô nữa thì nó sẽ văng xuống ruộng, đó là thiệt hại. Và theo kinh nghiệm đi đường cao tốc trong nhiều lần của anh